chia sẻ với bạn là cái câu chuyện mà hướng nghiệp ngày nay, thì ngày xưa tôi cũng đi làm hướng nghiệp nhưng ngày nay tôi ít làm hướng nghiệp hơn. Là bởi vì tôi thấy người Việt Nam mình cho dù hướng nghiệp đến mấy chăng nữa thì họ cũng chưa chắc đã định hướng theo hướng nghiệp được. Là vì câu chuyện là để bạn xác định bản chất của hướng nghiệp là bạn tìm ra thế mạnh của bạn và một cái, tức là cái khả năng bạn có thể vận hành được nghề nghiệp ấy hay không. Tức là người ta gọi là năng lực sở trường này. Cái thứ hai là cái đam mê của bạn dành cho nghề ấy có hay không. Nếu bạn có đủ hai điều kiện, cả năng lực sở trường và cả đam mê trong cái nghề đấy, thì rõ ràng là bạn sống rất hạnh phúc với nghề. Tuy nhiên tôi muốn chia sẻ với bạn rằng để biết năng lực sở trường của mình có phù hợp với nghề hay không thì thông thường người ta phải làm việc đấy từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Thứ hai, để biết mình có đam mê nghề ấy không thì cũng phải từ 6 tháng đến 1 năm. Còn phần lớn các bạn bị nhầm tưởng trong cái câu chuyện của sở thích mà thôi. Vì vậy là khi mà bạn đứng núi này trông núi nọ mà bạn chỉ làm 3 tháng mà đòi mình tìm được cả hai vấn đề, cả sở thích và cả đam mê, cả năng lực sở trường và cả sở thích, thì nó không có xảy ra chuyện đấy đâu. Và mãi mãi bạn chỉ có đứng núi này trông núi nọ. Bạn như kiểu là, tôi xin lỗi, là giống như của con chó cún mà khi mà để 4 bát cơm mà nó đi ăn cơm thì nó sẽ chạy lung tung. Mỗi bát nó nhai mấy hạt cơm xong lại chạy sang bát khác. Thì cái hình ảnh mà những cái bạn trẻ mà không có đủ kiên trì ấy, thì nó đúng như con chó cún mà khi mà xếp 4 bát cơm vòng tròn thì nó bao giờ nó cũng ăn theo kiểu đấy. Thế tôi muốn chia sẻ với bạn là bạn hãy dũng cảm. Nghĩ đến tiền ít thôi, nghĩ đến thành công ít thôi, mà hãy nghĩ đến hướng nghiệp cho mình. Thì bạn hãy dành ra 3 năm. Mỗi năm bạn chọn một cái option bạn làm đi. Làm đủ 1 năm, làm hết mình, làm như đam mê. Thì trong 3 năm đấy bạn làm 3 nghề thì kiểu gì rồi bạn cũng sẽ tìm ra một nghề bạn đam mê. Và cớ sao trong suốt 60 năm mình lao động, thôi xin lỗi 30 năm, không bỏ ra 10% thời lượng, tức là 3 năm để chiến đấu ở nhiều lĩnh vực hơn. Ở 3 lĩnh vực đi, để tìm ra lĩnh vực và chiến đấu yên tâm trong 27 năm để ổn định. Cho nên các cụ mới dạy là tam thập như lập mà tứ thập như nêm. Tam thập với như lập tức là suốt từ 22 tuổi bạn tốt nghiệp đại học cho đến 30 tuổi là 8 năm cơ mà. Bạn phải chiến đấu mà. Thì bấy giờ bắt đầu là gì ạ? Các cụ mới dạy là nghề chọn người. Chứ thực ra là người không chọn được nghề. Bắt đầu nó mới ra nghề chọn người. Và có những kẻ mà đến 40 tuổi vẫn cứ lang thang đủ các nghề và giỏi nghề giỏi và hỏi giỏi nghề gì và giỏi tất cả, chứng tỏ là em không giỏi cái gì. Hoặc là mà giỏi nghề gì và không giỏi nghề gì cả, thì có nghĩa là chú như đứa trẻ, như con chó con, như con chó cún con thôi. Bát nào cũng ăn một vài hạt cơm xong lại nhảy sang bát khác. Và cuối cùng là không ăn được bát nào cho nó ra hồn. Thế cho nên tam thập như lập, tứ thập như nêm, 22 tuổi đến 30 tuổi chiến đấu đấy. Nghĩ tiền ít thôi. Và làm cái gì cố gắng kiên định, làm đủ 1 năm, làm hết mình, làm chết tội. Mà không có thành quả, không thấy đam mê thì dũng cảm mà đổi nghề. Còn nếu mà mới có 3 tháng mà kết luận là gì ạ? Mà dũng cảm mà đổi nghề thì đấy gọi là gì ạ? Chó cún. Còn hết 1 năm mà chẳng có thành quả mẹ gì, mà mặc dù đã làm việc nỗ lực hết mình rồi thì dũng cảm mà đổi nghề. Còn nếu mà kiên trì 2 năm nó gọi là gì ạ? Ù lì chứ không phải là kiên trì. Đấy, thì để các bạn nhìn thấy cái cách chọn nghề. Vì vậy hãy dành khoảng 2-3 năm chiến đấu đi. Dứt khoát bạn sẽ tìm thấy cái niềm đam mê của bạn. Và chúc bạn sớm có được niềm đam mê. Rồi cảm ơn bạn.